từ 15 giờ chiều mùng 1 tháng 8, Liên Bộ Công Thương Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, giá xăng RON 95 tăng 1.170 đồng lên mức 23.960 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 tăng 1.160 đồng lên mức 22.790 đồng một lít. Các mặt hàng dầu cũng tăng thêm 810 đến 1.110 đồng một lít kg tùy loại so với kỳ điều hành ngày 21 tháng 7. Đây là lần tăng giá thứ hai liên tiếp trong 10 ngày qua. Giá xăng dầu ảnh hưởng tới giá các nguyên liệu đầu vào khác, trực tiếp tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Mỗi lần giá xăng dầu tăng, giá cả hàng hóa cũng tăng theo, gây khó khăn đến sinh hoạt, đời sống của người dân. Hầu như là các mặt hàng kinh doanh sản xuất là sử dụng đến ga và xăng chất đốt. Thế nếu như mà nó tăng, trong khi đó người tiêu dùng người ta không trả tăng cho mình cái chi phí, mình vẫn bán ra một cái giá sản phẩm như vậy thì cái lợi nhuận của mình tất nhiên là sẽ giảm đi. Nhà nước là phải hỗ trợ cho người dân về giá này cũng như là điều chỉnh làm sao ở một mức độ hợp lý để trong quá trình người ta kinh doanh này thì kể cả có lợi cho người tiêu dùng cũng như có lợi cho nhà sản xuất. Những người khác thì mình không rõ, nhưng mà riêng anh em shipper ấy là làm sao để giá xăng nó vừa phải. Ví dụ như là tăng thì cũng tăng vừa phải thôi, hoặc là một cái gì đó gọi là mình kìm hãm được cái giá xăng nó tăng lên ấy, thì để những người lao động như mình hay là những người lao động ngoài trời chẳng hạn ấy, hoặc nói chung quy là ví dụ như anh em tài xế shipper bây giờ ấy, là người ta bớt cái khó khăn đi. Chứ bây giờ chi phí ví dụ như là một ngày làm ra khoảng 100.000 đi, bây giờ tiền xăng nó mất 50.000 rồi, thành ra kéo ngược lại thì sao, cái số tiền mà kiếm ra đó không thể đủ chi phí được. Theo nhận định của chuyên gia phân tích thị trường, giá xăng trong thời gian tới sẽ biến động tăng, tuy nhiên biên độ tăng không quá mạnh. Đó là tín hiệu tích cực cho chi phí đầu vào sản xuất của các doanh nghiệp. Giá xăng dầu chiếm vai trò quan trọng cho cấu thành chi phí vận tải, cụ thể là có thể chiếm đến 35-40% giá thành vận tải đường bộ. Nên việc biến động giá dầu sẽ ảnh hưởng tới giá cả của nhiều loại hàng hóa khác. Với kịch bản giá dầu ổn định, có thể kỳ vọng giá hàng hóa sẽ được bình ổn và qua đó giữ lạm phát ở mức mục tiêu, cũng như là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Hiện nay, để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên thị trường, các bộ ngành trong đó có Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá chi phí kinh doanh xăng dầu trong công thức giá cơ sở để rà soát, điều chỉnh kịp thời. Đồng thời, phải gấp rút hoàn thiện việc sửa đổi Nghị định 83 và Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, rà soát quy định về công thức giá, phương thức điều hành giá, thời gian điều hành, công bố giá, quy định mức chiết khấu, giảm bớt khâu trung gian.